Chụp đâu, quay clip thì chả nhẽ không ra bản thiếu à? Xin chào mọi người nhá. Hôm nay là sinh nhật của đại ca. Đấy. Cẩn thận chú bạn. Quá chén ta. Đấy, cho nên chóc cái đấy. Rồi. Từ, cắm vào đi và thả riêng đâu? Đây đây đây. Chuẩn bị từ từ. Chuẩn bị tắt điện nào. Từ, chuẩn bị tắt điện. Đây, năm nay đã 60 nồi bánh chưng rồi. 60 nồi bánh chưng nha. Đây, 60 nồi bánh chưng nha. Đấy. Bố đại ca kìa, nhìn đấy, bố đại ca kìa. Bố đại ca đây. Nhìn đấy, bố đại ca đây. Đây, thấy chưa? Bật lên, em thổi nhanh. Từ từ chuẩn bị nhá, tắt điện này. Hát đào hàng đi. Chả nhớ ông thì 60 năm, 60 nồi bánh chưng rồi còn chưa được cắt bánh sinh nhật lần nào. Lần đầu tiên là chuyện ấy. Nào, 1 2 được chưa? Khoan. Mồm mày nói bé thôi. Mày cái này nó được đâu. 1 2 được chưa? Con gái này cái bỏng tay gắp việc gì đâu. Rất là hồi hộp này ạ. Rồi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Bố thổi đi. Bố thổi nấy này. Thổi nấy này. Em có mối à? Thôi. Khoan, có ước gì? Ước gì đi, ước gì đi. Ước trước chứ nhỉ, ước trước chứ. Thôi để tí em mà. Rồi. Đáng ra phải ước trước chứ nè. Rồi. Rồi bây giờ là nhậu trước. Đấy. Nhậu trước nha. Rồi xin chào mọi người nhé, bây giờ mình đi nhậu đây. Bye bye. Đây cũng là ngày sinh nhật của ông mà. Cháu đang tổ chức rồi, cho em cháu mình làm tí vậy. Nói thật đi ông, năm nay 35 tuổi nhưng mà trước gặp trường hợp này bao giờ. Rồi, xin chào anh em nhá, đi nhậu đây. Ông sức khỏe. Nhậu đây. Rồi. Rồi.